Cháu được xin mến chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Ở trên tay cháu Lực thì đang cầm một số mặt hàng được bà con ở trên vùng cao tự đi khai thác về. Có mật ong hoa bạc hà, có hạt dổi rừng của bác. Đấy, còn cái gói chè này thì là chè san tuyết của thụ Hà Giang, được chính tay mẹ cháu Lực đi trên rừng và khai thác về, xong là tự sao mọi cái đều hoàn toàn làm bằng thủ công cả cô bác. Những cái mặt hàng mà cháu Lực gửi cho cô bác thì đều có logo của tem bản em ở đây cô bác này. Đấy, và đến thứ hai, những cái lít mật mà cháu Lực gửi đi thì cháu Lực sẽ bỏ một lớp ni lông ở trên này và cháu Lực sẽ khò lại để cho nó chắc cái phần nắp nó cô bác ạ. Ở đây thì những cái sản phẩm này thì hoàn toàn được em Quân với em Sử với lại bà con đi trên rừng khai thác về thì cháu Lực thu mua lại và để bán trên kênh. Cháu Lực rất là mong sẽ được quý ông bà, cô chú, anh chị và tất cả khán giả trên kênh bản em sẽ ủng hộ cái gian hàng nho nhỏ của cháu Lực để cho giúp cho anh em có thêm cái phần kinh phí đổ xăng đi lại cô bác ạ. Xin cảm ơn cô bác, anh chị rất là nhiều. Alo. Anh đang ở trên nền nhà, anh đang ở đâu ấy? Châu mất đâu à? Vâng. Bình dương nào ấy? Như thế nào? Ôi, cẩn thận nha. Rát rát ra bên kia. Để anh gọi cho Lực. Anh Lương! Anh Lương! Cháu Lực xin mến chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Chào mừng quý ông bà, cô chú, anh chị đã quay trở lại với nội dung mới trên kênh bản em. Một ngày mới chúc tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Đến thời điểm hiện tại, đến hôm nay cô bác, đến chiều thì trời bắt đầu tạnh mưa một chút rồi, nhưng mà kèm theo đó vẫn còn sương mù rất là nhiều. Vừa rồi thì các anh thợ cũng có điện cho cháu Lực rằng là các anh đang bảo là chuẩn bị mà lên đây cô bác. Thành ra là cháu Lực mới lên trên này luôn. Hôm qua thì không biết là ở thôn của mấy anh em thợ ấy có chuyện gì, hình như là có người chết treo cổ hay sao ấy. Thành ra là sáng sớm hôm nay thì các anh thợ là sẽ lên luôn. Đấy, nhưng mà do là có lại xảy ra cái vấn đề đấy thì các anh thợ bảo là chiều mới lên. Vừa rồi thì điện cho cháu Lực. Điện cháu Lực thì cháu Lực cũng lên đây xem luôn các bác. Phần gạch thì bây giờ cũng đã chuyển hết ra đến đây rồi. Gạch thì chắc chắn là đủ rồi các bác. Hiện tại thì bây giờ ở bên Sử gọi này, không biết là gọi có chuyện gì đây. Đang ở nhà luôn à? Vâng. Sáng nay ông thả dưới kia cũng thấy rồi. Hôm nay ông thả dưới kia ông thấy á? Vâng. Thế thì bây giờ anh xuống luôn. Nhá. Vâng. Cái Sử thì hình như là sáng nay ông đi chăn trâu các bác, bây giờ thì không biết là trâu đi đâu rồi. Vậy ở nhà thì Sử thì cũng chẳng có ai thân thiết nữa các bác. Thành ra là có chuyện gì em đều gọi cho cháu Lực lên giúp đỡ em cả. Vậy bây giờ thì cháu Lực sẽ đi xuống cái nhà xem là em ấy đi trâu của em ấy như thế nào. Vừa rồi thì em ấy điện cho Lực bảo là trâu bị mất gì đấy các bác. Vậy bây giờ thì cháu Lực cũng sẽ di chuyển lên xuống nhà của Sử xem là trâu của em ấy bị như nào, mất không nhìn thấy sao. Không biết thời tiết đến thời điểm hiện tại là nó giao mùa hay là gần đến mùa đông rồi mà rất là lạnh các bác ạ. Ơi. Sương mù thì rất là dày đặc rồi, cố gắng này. Sư ơi. Sư ơi. Có lẽ là đang đi tìm trâu sao rồi cố gắng. Vừa rồi điện cháu Lực thì bảo là đang đi tìm trâu, không mất đâu rồi. Cháu mất đâu
Gà đấy hôm qua mua về à? Thế ông đâu rồi? Ông ở nhà. Vâng, cháu sự xin kính chào quý ông bà cô chú anh chị. Thế sáng nay là ông thả đâu? Thả dưới kia. Thả dưới kia à? Thế là bây giờ không nhìn thấy nữa. Vâng. Mất lâu chưa? Lâu rồi. Mất lâu rồi à? Vâng. Thế vừa rồi là về nhà ăn cơm hay là như nào? Về nhà ăn cơm à? Vâng. Ăn cơm xong thì mới lại đi à? Vâng. Thế thì thả đằng dưới kia. Vâng. Thế bây giờ anh em mới đi ra tìm. Con bé nó tự về à? Mất không tìm thấy con trâu to rồi con khác này. Đâu này thì cũng được nhà sử là đem về để nuôi đúng không? Sáng nay ông mang tận đâu xem? Dưới kia. Giờ ngủ thì bây giờ có rất là nhiều các bác này. Sáng nay đi tìm được độ tầm mấy tiếng rồi. Bây giờ là thả đi à? Sáng 8 giờ là tìm đến bây giờ à? 8 giờ tìm đến 4 giờ rồi chưa thì thấy. Liệu nó liệu có ai lấy đi không đấy? Không biết đâu. Sáng nay là ở khu này nó tìm hết chưa? Tìm hết rồi à? Bây giờ còn sương mù rất là dày đặc đúng không bác này? Rất là tìm khó. Nhưng mà sợ nó có chui ra phần phía cây măng nướng bên kia không? Sáng nay tìm ở khu này nữa đúng không? Khu ở dưới kia đã tìm chưa? Hả? Tìm người á? Sao nó có chui đi vào trong này không? Trong này thì chắc là nó không chui được đâu. Được rồi đâu. Được rồi, hình như là không có đường đi này. Ai, sợ nó lăn, nó mắc kẹt ở đâu thì đấy là chỉ biết ôm khóc thôi. Nhưng mà đây có cỏ nó không ăn nhỉ? Nó có đi ra phần phía bên kia không? Thế biết là ở phía bên kia chưa tìm đâu đúng không? Chưa. Thế thì anh em mình ra phía bên kia tìm đi. Đường này nó cũng xuống được không chỗ này đây. Được không? Đường này nó không lên được đâu nhỉ? Là sau đó bị mắc kẹt ở đâu hay là có rơi xuống hủng được không bác ạ? Cháu có phải cháu bị đá bao giờ nó rơi xuống hủng nhá? Nó đá bao giờ nó rơi xuống hủng nhá? Chưa à? Cái ông thì vừa rồi lại đi hướng khác tìm nhỉ? Anh vào đường này nhé. Anh vào đường này xem. Sáng nay ở đây chưa tìm được đúng không? Ông thả phần bên kia à? Vâng. Cái này có đường lên không?
Vâng ạ. Ra bên kia có đường lên à? Ruộng này là ruộng là xỉu đúng không? Không phải đâu. Không phải à? Nhưng mà ở phía bên kia là phải ra đúng không? Ruộng ấy. Ở đâu? Lên trên này à? Không đi trên này chân à? Dưới này liệu nó có trèo lên không? Trong rừng này đã chuyển chưa? Chưa. À, phải nói là bây giờ nhà sử chỉ có mỗi một con trâu là duy nhất thôi các bác. Trâu này thì cũng được giả sử là đi mượn người ta về, người ta cho mình nuôi để vừa lấy phân này, xong lại sau này nó mới để con ra thì vừa lấy con nữa. Không may nó có chuyện gì thì con trâu đấy bây giờ bán được bao tiền chứ? Chứ bán con này là chưa biết à? Bây giờ bắt đầu đến rồi thế bây giờ ông thì đang đi một hướng khác tìm rồi, cháu Lực với lại em chỉ thì đi một hướng khác. Mấy anh em cứ đi men theo cái đường này xem là có gặp khó đâu không. Có sợ nó lăn đâu. Bây giờ thì chưa tìm thấy thì em xử cũng rất là sợ là trâu nó sẽ bị lăn ở đâu quá. Dùng bình thường nào ấy. Thế này à? Quay dùng thật nha.
Cái này chắc là không leo đi được đâu nhỉ? Chợ nó 5 năm rồi. Chợ là... Chợ nó đang ăn cỏ mùa này là... Chợ đang là vào mùa mưa các bác. Chợ giấm cái nó lăn xuống hủng thì... Chợ là chợ như vậy luôn. Chủ gì đó đúng không? Thế bây giờ anh em thì đã đi được một vòng rồi các bác, vẫn còn chưa tìm thấy trâu đâu. Chỉ sợ là trâu đang cỏ nó lăn được một số cái kia thì chết luôn đấy. Bây giờ khu này là mình tính hết rồi đúng không? Bây giờ anh em mình lại ra khu bên kia nhỉ? Vừa rồi ông ấy lên trên này à? Sáng nay thì em đã tìm được góc nào với ông ấy? Ra bên kia à? Tăng rồi. Bây giờ thì Tấn Lực với lại em Sử sẽ lại tiếp tục là đi ra hướng này các bác. Đi ra bên kia thì ông lọ là Sử có hay ra bên này chăn trâu á. Ông ấy chắc lên trên này rồi nhờ. Hôm nay Sử đến xe đâu? Để chơi nhà chúng kia. Có một con đi về nhà rồi, nhưng mà con to nhất thì lại là chưa có về nó ra. Chú ngoài nhà. Thời tiết thì bây giờ sương mù rất là nhiều, thành ra là rất là giảm cái tầm nhìn của mấy anh em đi tìm trâu các bác ạ. Anh em mình đi ra tìm nhé. Em đi vào góc bên này nhá. Anh em cho bên kia nhá. Một tí thấy thì quay cho nhau nhé. Bây giờ anh lên trên thì một tí nữa anh tìm thấy anh điện cho Hiệu nhá. Anh Hiệu nhá. Vậy nếu mà có trâu thì mà không tìm thấy các bác thì thực sự ra rất là nguy hiểm đối với ba ông cháu luôn. Phải nói là tổn thất một cái rất là lớn luôn các bác. Bây giờ em với anh Hiệu đi tìm đường này nhá. Anh đi trên đường này.
Đây có nhiều khe quá nhỉ. Xem mấy cái hùm ấy cẩn thận không nó bị rơi ấy. Thấy không? Thế à? Uầy. Nó vào tận đây được nhỉ? Rát rát ra bên kia để anh gọi cho lực. Thấy trâu rồi các bác ạ. Bây giờ Anh Đường chị thấy không? Đâu ơi? Tới này. Thôi anh không được lắm đi. Con cháu ra thuộc đi. Vâng. Đứng ra đi. Có việc sao không? Không ạ. Đuổi ra đi. Vâng. Dắt đi anh ở đằng sau anh ấy cho, anh ngồi cho. Đường nào ấy? Cái trâu này rất là to đúng không bác này, mà rất là may là không có chuyện gì đến với trâu ấy, không là bao cháu gì có ôm nhau một khóc luôn bạn trâu ấy. Con trâu này thì được nhà em Sử là đi nhận nuôi về. Ôi từ từ không đang giờ rồi. Tại sau nói là tầm 2 tiếng đồng hồ anh em đi chạy vậy từ trên xuống dưới khắp mọi nơi bây giờ mới tìm thấy ông thì bây giờ cũng còn đang đi tìm nữa không bác. Trâu thì nó đi ăn cỏ thì đến tối thì nó khắc về thôi, nhưng mà sợ lại nó có chuyện gì xảy ra đâu các bác ạ, nó lăn xuống hùm thôi. Bây giờ phải theo lên một quả đồi thì mới đến nhà của ba ông cháu được. Vậy bây giờ thì tất cả mấy anh em sẽ cùng đi, không có ghi hình thêm nữa. Đấy, phải nói là cháu đi vào trong rừng kia luôn các bác này. Đây này là cháu đang đi ăn cỏ, nó càng nhìn thấy cỏ đẹp nó càng đi. Sau đó đi vào chuồng chứ nhỉ? Vâng. Tại vì ở khu này là hầu như là hôm nào Hải với Sử với ông cũng thả hết, thành ra là hết cái cỏ để cháu ăn rồi.
Vừa nãy thì mấy anh em leo trên đồi, xong lại em men theo cái khe suối. Anh hiện tại thì ông thì vẫn còn đang đi tìm, ông còn chưa biết là từ đằng sau đâu. Bây giờ thì không biết là các anh thợ đã lên trên chưa. Các bạn, bốn con gà này là hôm kia cháu Lực vừa mua lên cho ba con cháu đấy các bác này. Đấy, con nào con đấy cũng mục ú ra. Ở đây thì Hải nhà ba con cháu thì toàn cho ăn ngô với thóc luôn. Khi là vừa rồi ông là vừa đi cắt cỏ về đấy. Vừa rồi ông đi cắt cỏ về sao ấy Sử? Còn đây thì không lấy thái à? Mất tích lâu đấy nhỉ, từ sáng rồi nhỉ. Đồ vật sắc sắc. Ông thì không biết đi tận đâu tìm rồi nhỉ? Bây giờ thì chắc lại phải đi bảo với ông, phải đi tìm ông rồi các bác. Đi một vòng thôi mà toát hết cả mồ hôi rồi. Sử bây giờ chạy lên trên này bảo với ông ấy nhé. Vâng. Hỏi ông bảo là tìm thấy cháu rồi, chứ không là tí ông cứ đi tìm ở ngay đấy. Vâng. Bây giờ thì Sử đang đi bảo với ông là tìm thấy cháu rồi các bác ạ. Chứ không là một tí ông lại đi cứ đi tìm cả ngày, nên là lại không biết. Đến tận tối mới về. Rất là may là tìm được thì không có cháu, không có vấn đề xảy ra. Chỉ sợ là cháu mà rơi xuống hủm thì bao cháu sẽ không có con vật nào để mà nuôi nữa. Với lại là mình là phải đền người ta. Vừa rồi gặp ông ở đâu hả Sứ? Gặp ông ở đâu? Vừa rồi gặp ông ở đâu ấy? Bóng nửa bên. Vừa rồi gặp ông ở đâu? Hả? Vừa rồi gặp ông ở đâu? Ông ở trên kia. Ở trên kia à? Cái bóng đèn này vẫn còn sáng chứ? Ai, chỗ này khó quá. Cái điều khiển đâu rồi Sử nhỉ? Dọn dẹp lại chỗ này cho nó rộng rãi một chút. Khá là sáng đây rồi. Đây, quần này là quần của Sử đúng không? Hải đúng không? Đây, đây áo của Hải này. Treo ra cái ấy ở ngoài ấy. Tấm bạt này trong này có cái gì nhỉ? À, có cái vỏ, có cái đậu ấy. Dọn dẹp lại nhà cho nó rộng rãi một chút. Đấy, thời gian qua đi nhà bao cháu ấy các bác cũng thu hoạch lúa này, mọi cái thì bây giờ trong nhà thì có thể lập hơi ta để rất là nhiều đồ, cho nên là rất là bột một chút này. Gạo thì cứ để góc cũng được, cùng cái bao tải này không cần đến thì mình cho nó rộng rãi một chút.
cho nó vào nhau. Để một góc. Bao này là bao gì đấy chứ? Ô đây là ngô à? Vâng. Ngô lấy đâu về anh? Lấy bà lấy cho. Bà à, bác cái cho. Ui con sâu này chú ơi này. Quay lấy ra anh. Quay ra đúng không? Ngứa luôn đấy. Bây giờ dùng chổi quét qua nhà hay được không? Đây là cũng gọn gàng rồi đấy. À cái khăn này là mua về để làm để nó bàn à? Đây, cái bàn này thì cũng được bà Vương Kim Thanh và cả cái bóng đèn năng lượng mặt trời nữa gửi thì cháu Lực và cháu Lực mua lên cho hai anh em để trong quá trình mà hai anh em học bài của bác. Không biết là dạo này Sử học là thế nào rồi. Sử này học tới đâu rồi? Để Sử thì để rất là nhiều những quyển sách ở đây luôn cô bác. Anh em Hải, hai anh em là cùng nhau học ở đây luôn. Vừa rồi Sử qua thì thấy các anh thợ lên trên chưa? Chưa. Vâng. Các anh thợ chắc là bận việc cái gì rồi? Thì có khi là thấy là đấy, có khi là ở trên này không mưa nhưng mà ở dưới kia lại mưa cô bác ạ. Ở trên này thì cô bác có nhìn thấy là sương mù càng lúc càng dày đặc này cô bác này. Bây giờ như kiểu là độ tầm là 3-4 giờ tối đấy. Tầm 4-5 giờ tối rồi, bây giờ thì hiện tại là gần có 11-12 giờ thôi. Đây chú ngủ của Sử hiện tại thì Sử đang ngủ đây này cô bác này. Đây ở trên thì hôm nọ là cháu Lực cũng mua bàn lên cho Sử là để mua căng lên không cho nó bị ướt nữa, không nọ thì Sửa bị ướt hết nhà ấy, ướt hết cả giường. Sự thì đảm đang như một đứa con gái luôn cô bác ạ, nhà ấy. Cái gì để hot đấy Sử? À đây, anh thấy không? Đây. Đấy, hiện tại là nền nhà của ba ông cháu của bác này vẫn còn nền đất luôn. Còn những chỗ thì bị lõm xuống rất là nhiều rồi. Ở đây, anh thấy có những chỗ là để xi măng ở đây à? Vâng. Một tí nữa thì Sử có đi lấy cỏ được không? Có. Có à, một tí nữa lại đi lấy cỏ đi tận đâu đấy? Dưới giường kia. À. Tí không thả cháu đâu chứ? Không. Để sau bảo với ông là thả cháu là phải ý sau cẩn thận tí nhá. À. Không là nó rơi xuống hùm là chết to đấy. Ồ, oh, có cần mua thêm cái chổi mới không? Không ạ. Hả? Không ạ, cái này không được. À, mai anh lên mua cho chổi mới nhá. Vâng. Cái chổi này anh thấy là quét hỏng hết rồi. Đấy, đến mùa đông thì ở một cái ngôi nhà như vậy này cô bác này, nếu mà đóng cửa vào thì hầu như là không có một chỗ nào mà nó lọt được không khí vào nữa. Thì rất là ấm, nhưng mà nhìn cái ngôi nhà nó rất là bí bách. Đến mùa hè thì ngôi nhà này thật sự rất là nóng cô bác. Ở đằng sau ở bên trong ngôi nhà thì cháu Lực cũng đã chia sẻ lên rất là nhiều lần rồi. Cô bác cũng đã nhìn thấy cái ngôi nhà của ba ông cháu là như thế nào rồi. Ngôi nhà này thì để mà gọi là xuống cấp quá cô bác, thì xuống cấp ở cái phần phòng trên này này, với lại cái phần
phần trình xương này, phần trình xương có những chỗ mà cháu Lực nhìn thấy nó đã bị phần đáy của nó đấy, nó đã bị con gì nó đục vào trong rất là nhiều rồi. Ở như chỗ này thì hầu như là đã bị hỏng hết rồi các bác này. Ở đây thì cháu Lực nhìn thấy là cái ở bên trong các bác dùng bằng cái cây tre thôi, chẻ cây tre ra để dùng thôi. Ngôi nhà này thì làm từ rất là lâu rồi các bác. Ui, đã chuẩn bị mưa thêm một chút rồi. Chuẩn bị mưa rồi. Cái thời tiết là cứ mưa liên tục như này các bác. Thì thực sự ra để mà nói thì để làm nhà thì các anh thợ nói với cháu Lực rằng là sợ là mình làm một cái phần vứa ở nó ấy, không có ăn đấy. Cũng xem dự báo thời tiết rồi, tầm độ ngày kia là trời bắt đầu nắng. Nếu mà trời độ nắng tầm 3 ngày nữa thì cháu Lực sẽ thuê đông người hơn để vận chuyển hết cái số vật liệu đi vào nhà của ba ông cháu đã, không là tránh tình trạng là sau này nó càng ngày càng mưa nhiều, thành ra là không lấy được vật liệu vào để cho các anh thợ anh ấy làm. Như đầu video cháu Lực cũng đã nói với cô bác rằng rồi, bây giờ vật liệu chỉ độ lấy 100% thì cháu Lực cũng đã lấy được 80% rồi, còn 20% còn lại nữa thôi. Bây giờ thì chắc là cháu Lực cũng sẽ di chuyển là đi lên trên nền nhà xem là các anh thợ đã về chưa. Không thì cháu Lực sẽ điện cho các anh thợ hỏi rằng là liệu hôm nay các anh còn có lên không, sợ rằng là ở dưới kia là đang mưa ấy các bác. Thật sự ra mấy hôm nay thì phải nói như thế nào các bác nhỉ, khi mà các anh thợ đang cái quá trình mà làm rồi, gia đình của các anh, hàng xóm của các anh có chuyện xảy ra đấy, cho nên là các anh là phải nghỉ để giúp cho gia đình hàng xóm xong xuôi mọi cái thì các anh thợ mới tiến hành vào làm được. Nếu mà như cô bác có theo dõi được những cái thước phim, hay là nếu mà như cô bác cũng đã biết rằng là thời gian này mưa quá thì không có tiếp tục mà xây được, đạt được những cái viên gạch tiếp theo lên trên chỗ nửa tường nhà của ba ông cháu, thì rất là mong cô bác anh chị sẽ thông cảm cho cháu Lực. Cháu Lực cũng muốn là hoàn thiện nhà ba ông cháu càng sớm càng tốt để cho ba ông cháu kịp mùa đông năm nay là có một cái ngôi nhà mới để ở, một cái ngôi nhà mà khang trang hơn. Thế còn lý do tại sao mà cháu Lực muốn là cho ba ông cháu ở bên trên này. Ở đây thì không phải là cháu Lực muốn hoàn toàn, mà một phần cũng là do gia đình nữa, một phần cũng là được tất cả các mạnh thường quân đồng ý với ý kiến của cháu Lực. Nếu mà bây giờ đi ra bên gần đường lớn để ở thì diện tích đất chỉ có đủ một cái ngôi nhà thôi, không có đủ thêm là chuồng trại cho các em nữa, thì cái điều đấy nó rất là khó. Ở trên vùng cao thì hầu như là ngôi nhà nào cũng đều dự dấm vào cái phần ruộng đất của nhà mình thì mới đủ ăn trong năm được cô bác ạ. Như hiện tại là nhà cháu Lực cũng thế thôi, là bố mẹ cháu Lực vẫn còn phải ở nhà để làm ruộng nữa. Làm ruộng thì nó là cái công việc chính ở gia đình rồi. Thế còn cháu Lực muốn là cho ba ông cháu ra bên này ở. Thứ nhất là để tiện cái phần ruộng đất của nhà các em, và thứ hai thì sẽ là tiện cái phần ngôi nhà cũ của các em nữa. Cái ngôi nhà này thì nếu mà để mà bỏ được, để mà bỏ không có ở ngôi nhà này thì không có ở được cô bác ạ. Tại vì ở đây còn rất là nhiều con vật nuôi của nhà ba ông cháu nữa, hai con trâu, hai con lợn và thêm cả gà nữa, đúng không? Đấy. Còn cái thước phim hôm nay thì chắc là cháu Lực cũng xin được chia sẻ tới đây thôi cô bác ạ. Đấy, rất là mong là hôm nay cả Châu giả sử không có chuyện gì xảy ra cả. Đấy, Sử thì cũng có biết là cái chuyện gì mà cảm thấy là nó đến với mình nó phức tạp quá. Đấy, Sử cũng có điện cho cháu Lực và nhờ cháu Lực lên là giúp đỡ em. Đấy, còn cái thước phim hôm nay thì cháu Lực cũng xin được chia sẻ tới đây thôi cô bác ạ. Và hẹn gặp lại quý ông bà cô chú anh chị ở những sóng tiếp theo trên kênh Bạn Em. Xin chào các bác anh chị. Chào sự chào tạm biệt quý ông bà cô chú anh chị.